18 tuổi khởi nghiệp, 21 tuổi bỏ đại học, bán công ty giá trăm nghìn đô, 33 tuổi thành công gọi vốn 13 triệu đô. Đây là công thức khởi nghiệp chắc thắng lớn của chàng trai Mỹ gốc Hàn. Kevin Kim, người đã bỏ học đại học để theo đuổi kinh doanh, cho biết không có tầm nhìn hay mối quan hệ nào hỗ trợ. Tôi là một sinh viên chưa tốt nghiệp ngành kỹ thuật dân dụng nhưng tôi muốn tạo ra các dịch vụ và sản phẩm cho các đối tượng khác nhau. Khi Kevin Kim, một người Mỹ gốc Hàn, bỏ học đại học năm 21 tuổi để khởi nghiệp, đó dường như là một canh bạc lớn. Mẹ tôi đã khóc một chút, Kim, hiện 33 tuổi, vừa cười vừa nói. Nhưng sự tự tin của anh không phải là không có cơ sở. Kim vừa bán công ty đầu tiên của mình, công ty anh thành lập khi mới 18 tuổi, với giá 6 con số. Đó không phải là một thành tích nhỏ, vì số vốn ban đầu của Kim chỉ là 2.000 đô la mà anh đã tiết kiệm được từ việc làm thêm. Anh chia sẻ với CNBC Max ít rằng công ty thương mại điện tử của anh đã nhập quần áo dạo phố từ Hàn Quốc và bán trên khắp Bắc Mỹ. Sau khi tôi bán công ty đầu tiên của mình, thật dễ dàng để đưa ra quyết định, không có tầm nhìn hay sự liên kết nào. Tôi là sinh viên chưa tốt nghiệp ngành kỹ thuật dân dụng nhưng tôi muốn tạo ra các dịch vụ và sản phẩm cho các đối tượng khác nhau. Sau đó, Kim đã dành gần 10 năm để xây dựng các sản phẩm kỹ thuật số cho các công ty khởi nghiệp khác. Trước khi mạo hiểm ra mắt riêng vào năm 2020, với sở Tây Dealine, một ứng dụng mơ ta vơ dành cho người hâm mộ thể thao, ứng dụng cho phép người dùng tùy chỉnh hình đại diện của riêng họ, mua đồ sưu tầm kỹ thuật số, giao lưu với những người hâm mộ khác trong phòng ảo tham gia các buổi phát trực tiếp thể thao tương tác hoặc chơi các trò chơi nhỏ. Công ty khởi nghiệp đã huy động được 13 triệu đô la cho đến nay, bao gồm khoản tài trợ series C do 35 Venture của ngôi sao NBA Kevin Durant dẫn đầu, nhà vô địch World Cup Baylor, MJ Zinfan và Dapper Venture, CNBC Max ít tìm hiểu 3 bí quyết của Kim để điều hành một công ty thành công. Ngày 1, người sáng lập có thể bắt nhịp với thị trường các doanh nhân thường cho rằng sự thành công của các công ty khởi nghiệp của họ là do tìm được sản phẩm phù hợp với thị trường, nhưng đối với Kim, điều mà anh ấy gọi là người sáng lập phù hợp với thị trường thậm chí còn quan trọng hơn. Điều đó có nghĩa là người sáng lập thực sự đam mê những gì anh ấy đang xây dựng. Tạo ra được sản phẩm phù hợp với thị trường thực sự rất khó, phải mất nhiều năm. Bạn cần phải tự hỏi mình, tôi có thực sự thích những gì tôi đang làm không? Tôi có thực sự yêu thích ngành này không? Tôi có thể thấy mình xây dựng xung quanh điều này trong 10 năm không? Kim cho biết anh biết mình luôn muốn xây dựng các sản phẩm xoay quanh bốn lĩnh vực phù hợp với anh: thể thao, chơi game, âm nhạc và thời trang. Ví dụ, tôi biết những người khởi nghiệp chuyên về nghiệp vụ kế toán nhưng họ thậm chí còn không biết gì về kế toán. Họ có thể tham gia và kiếm tiền, nhưng họ sẽ đuối sức nhanh hơn những người sáng lập khác, những người phù hợp với thị trường của người sáng lập. Kim chia sẻ: "Hai, thu hẹp khoảng cách. Tuy nhiên, sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường vẫn rất quan trọng đối với sự thành công của một doanh nghiệp." Kim nói: nếu không có sản phẩm phù hợp với thị trường, bạn sẽ không thể tồn tại với tư cách là một doanh nghiệp do không có cùng hoặc cầu thực sự giữa sản phẩm của bạn và người tiêu dùng. Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng đã tạo nên sự thành công cho các công ty của Kim. Trên thực tế, Kim bắt đầu công việc kinh doanh thương mại điện tử đầu tiên vì anh ấy muốn tìm những bộ quần áo phù hợp với phong cách và hình thể của mình. Anh nói: "Tôi không thể tìm trang phục phù hợp với bản thân ở các thương hiệu ở Mỹ và Canada vào thời điểm đó." kinh doanh thời trang thực sự bắt đầu như một sở thích và nhu cầu cá nhân. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng những người khác cũng có nhu cầu tương tự. Điều đó cũng được áp dụng cho sở Tây Địa Lai. Kim nhận thấy rằng ngành công nghiệp thể thao đang tập trung vào việc xây dựng các sản phẩm cho một nhóm nhân khẩu học hạn chế gồm những người hâm mộ thuộc thế hệ millennial trở lên. Họ chơi thể thao theo một cách hoàn toàn khác. Họ muốn tương tác với những người khác trong cộng đồng và họ muốn một cái gì đó mới mẻ. Ý tưởng của Kim dường như đã được đền đáp. Sở Tây Đia Lai đã thu hút được hơn 750.000 người dùng dành hơn 1 giờ mỗi ngày trên nền tảng này. Sở Tây Đia Lai cũng được định giá khoảng 32 triệu đô la, Kim nói với CNBC Make It. Ngày 3, đừng xem nhẹ văn hóa công ty. Theo Kim, việc thiết lập một tầm nhìn mạnh mẽ và tập hợp các giá trị cho nhóm là cực kỳ quan trọng. Tại sao những người tài năng nên gia nhập công ty của bạn và phát triển cùng bạn? Câu hỏi này không thể được trả lời chỉ bằng sản phẩm mà bạn đang xây dựng, mà còn cả công ty và văn hóa mà bạn đang xây dựng, Ông nói thêm, Kim nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa công ty không thể bị đánh giá thấp nếu một người muốn xây dựng một công ty lâu dài mang tính biểu tượng. Tôi đã tận mắt chứng kiến du này khi công ty từ năm phát triển lên con số 50 nhân viên. Văn hóa tự biến đổi mỗi khi công ty tăng gấp đôi quy mô. Vì vậy, đó là điều mà bạn nên đặt ra và suy nghĩ từ rất sớm. Bởi vì ngay khi bạn có tới 10 người, lúc đó gần như đã quá muộn.